Takumi Minamino, báu vật của Nhật Bản tỏa sáng tại châu Âu. Người hâm mộ bóng đá Nhật Bản nói riêng và cả châu Á nói chung đang phát sốt vì một cái tên Takumi Minamino. Báu vật của nền bóng đá Nhật Bản đang tỏa sáng ở châu Âu. Minamino vừa ký vào bản hợp đồng lịch sử với Liverpool và vừa trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên khoác áo lưỡi đoàn đỏ. Việc Takumi Minamino gia nhập Liverpool là điều mà các cổ động viên xứ sở mặt trời mọc cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Minamino đã khiến cho người dân Nhật Bản phải tự hào về anh. Kênh truyền hình J-Sport mới đây thực hiện một cuộc khảo sát về đội bóng được yêu thích nhất tại Nhật, câu trả lời chính là Liverpool. Và với bản hợp đồng có tên Minamino, danh tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của The Corp tại đất nước mặt trời mọc lại càng được củng cố. Nhưng truyền thống của The Corp không có chuyện ký một bản hợp đồng thương mại để kiếm lợi từ fan châu Á. Liverpool là một đội bóng đi lên và lớn mạnh nhờ tinh thần lao động. Takumi Minamino đến Liverpool là minh chứng cho tài năng và phẩm chất hơn người của cầu thủ người Nhật. Anh đến Liverpool để khẳng định năng lực của người châu Á và bước trên con đường của sự vĩ đại riêng mình. Ngày hôm nay, hãy cùng bóng đá.com.vn tìm hiểu về tài năng của cầu thủ sinh năm 1995. Cách đây hơn 7 năm, vào một ngày giữa mùa hè năm 2013, thời điểm ấy là 3 tháng sau khi Manchester United chia tay Sir Alex Ferguson. Vị thuyền trưởng David Moyes tội nghiệp đã đem quân đi đá giao hữu tại Nhật Bản với đầy đủ các hào thủ như Van Persie hay các cựu thần Ryan Giggs hay Rio Ferdinand. Trên đất Nhật, quỷ đỏ bị một đội bóng mà ít ai biết đến, đó là Cerezo Osaka cầm chân với tỷ số 2-2. Người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Cerezo Osaka là một cầu thủ chỉ mới 18 tuổi, có một gương mặt rất thư sinh. Tên của cậu ấy chính là Takumi Minamino. Thời điểm đó, Minamino được xem là một báu vật của bóng đá Nhật Bản. Năm 18 tuổi, Minamino đã có một suất đá chính tại Cerezo Osaka, một trong những câu lạc bộ danh tiếng nhất tại xứ sở mặt trời mọc. Trong một giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh đã có cho mình 5 bàn thắng cùng với 5 đường kiến tạo sau 29 trận tại J-League. Cầu thủ tấn công sinh năm 1995 này thậm chí đã đá tới 18 trận, nhưng con số không thể tin nổi với cầu thủ chỉ mới 18 tuổi. Kết thúc mùa giải, Minamino vinh dự được nhận danh hiệu tân binh của giải đấu từ ban tổ chức. Bàn thắng vào lưới Manchester United cũng mở ra những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của anh, giúp anh tự tin hơn rất nhiều. Anh thi đấu 3 năm tại J-League để khẳng định tài năng của chính mình. Ít lâu sau đó, câu lạc bộ Red Bull Salzburg thấy được tài năng của anh và đã quyết tâm mang Minamino sang châu Âu, không từ chối cơ hội thử sức với một môi trường bóng đá đỉnh cao. Hơn nữa, tại mùa giải đó, Cerezo Osaka cũng đã rớt hạng, nên cách duy nhất để anh phát triển chỉ có thể là khăn gói rời quê nhà. Trong màu áo mới, Minamino nhanh chóng thể hiện được năng lực và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất câu lạc bộ. Sau 199 lần ra sân cho RB Salzburg, anh ghi 64 bàn thắng và giúp cho Salzburg vô địch Áo 4 năm liên tiếp và trở thành thần tượng tại câu lạc bộ Áo nhờ thái độ chuyên nghiệp, khiêm tốn cùng với tài năng trên sân cỏ. Năm 2017, khi Salzburg gặp Red tại giải vô địch quốc gia Áo, Minamino đã lập cho mình một cú hat-trick. Ngay sau đó, đội bóng của anh được hưởng phạt đền. Takumi lẽ ra có thể là Poker, nhưng anh đã quyết định nhận lại quả bền cho người đồng đội là tiền đạo người Hàn Quốc Hoàn Hae-chan, khi đó đang có tâm lý thiếu sự tự tin sau chuỗi trận thất vọng. Đó là một hành động đầy ấm áp của Minamino. Mùa giải 2018-2019 vừa qua, Takumi Minamino ghi cho mình 14 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Rosenberg tại Europa League. Khoác áo đội tuyển Nhật Bản, Minamino chính là một trong những nhân tố được đặt niềm tin sau khi thế hệ Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Hasebe rút lui sau World Cup 2018. Takumi Minamino không phải là một cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều người nhắc đến Minamino với các cuộc đối đầu trước Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng ở tuổi 18-19 tuổi. Minamino sinh năm 1995, như vậy cũng là cùng lứa tuổi với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam bây giờ. Tại vòng chung kết U16 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan, Takumi đã lập một cú đúc trong chiến thắng 6-0 của U16 Nhật Bản trước U16 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á, Minamino lại đóng góp một kiến tạo giúp cho U23 Nhật Bản hạ U23 Việt Nam 2-0. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Minamino cùng tuyển thủ Nhật đã đánh bại Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 vừa rồi. Anh đã đối đầu với Việt Nam tròn 10 năm, kể từ năm 16 tuổi đến năm 25 tuổi, và lần nào Minamino cũng giành cho mình được một chiến thắng. Ở mùa giải này, cầu thủ 24 tuổi đã 9 lần xé lưới đối thủ, 11 lần kiến tạo cho các đồng đội sau 22 lần ra sân. Thống kê tại UEFA Champions League mùa này, Minamino đã có trung bình 2,8 cú sút mỗi 90 phút. Con số này cùng với trung bình 2,8 lần rơi bóng mỗi trận đã biến anh trở thành một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất.
Đặc biệt, một bàn thắng và một kiến tạo vào lưới Liverpool chính là nguyên nhân khiến cho The Kop quyết định chi tiền để mang cầu thủ chạy cánh người Nhật về Anfield. Nổi tiếng với những bản hợp đồng chớp nhoáng, Liverpool chỉ mất chưa đầy một tuần để chốt xong thương vụ chiêu mộ Minamino với mức phá vỡ hợp đồng vỏn vẹn 7,25 triệu bảng, bằng 1/3 so với số tiền mà giới chuyên môn dành cho cầu thủ này. Giờ đây, hãy đề cập đến lối chơi của Minamino để xem vì sao anh lại lọt được vào mắt xanh của một đội bóng tầm cỡ như Liverpool. Minamino là một cầu thủ khá đặc biệt. Anh khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo cắm trước khi ra sang hai cánh, chủ yếu là cánh phải. Tuy nhiên, không có một vị trí nào nêu trên thực sự phát huy được hết tiềm năng của Minamino. Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi trước đây được so sánh với Roberto Firmino, một mẫu tiền vệ tấn công, tiền đạo toàn diện, rất đa năng khi có thể đá vai trò số 9 ảo hoặc số 10 hậu công. Bước đầu, Klopp nhiều khả năng sẽ coi Minamino như phương án dự phòng cho Firmino. Tuy nhiên, theo thời gian, nhà cầm quân người Đức có thể sẽ sử dụng Minamino ở trung tâm hàng tiền vệ. Sau một thời gian dài quan sát anh chơi bóng ở Strasbourg, báo chí Anh phát hiện ra cầu thủ người Nhật có một đặc điểm cực kỳ thu hút Klopp, đó chính là sự hung hăng. Hung hăng ở đây không có nghĩa là gây hấn, đánh nhau hay chặt chém đối thủ. Thay vào đó, Minamino rất tích cực chạy lên áp sát, quấy rối hàng phòng ngự đối phương theo đúng lối chơi pressing chính danh mà Klopp xây dựng ở Liverpool. Trong chính trận đấu với Liverpool, cầu thủ người Nhật đã liên tục di chuyển để gây sức ép. Dù đó là thủ thành Alisson Becker cũng bị cầu thủ này ép đến mức phải truyền đại chứ không còn thời gian để ngắm nghía. Minamino cũng vây giáp các cầu thủ Liverpool, đeo bám không biết mệt mỏi. Lối chơi của ngôi sao người Nhật làm hàng thủ đối phương phải hoảng loạn, buộc cho các cầu thủ phải thực hiện những đường chuyền vội vã nhằm giảm bớt sự nguy hiểm tiềm ẩn, mà theo như Klopp gọi là heavy metal football. Câu hỏi được đặt ra chính là Minamino sẽ được trao bao nhiêu cơ hội tại sân Anfield? Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino là những cầu thủ quá tốt để Minamino có thể mơ mộng tới một suất đá chính. Jurgen Klopp là một huấn luyện viên rất mát tay với những cầu thủ tấn công, Salah, Mane hay Firmino. Xa hơn chính là Kagawa, Marco Reus hay Lewandowski đều thăng tiến một cách vượt bậc dưới tay của nhà cầm quân người Đức. Takumi Minamino chính là một bản hợp đồng tuyệt vời. Chúng tôi thật sự hài lòng vì có sự phục vụ của cậu ấy. Một cầu thủ nhanh nhẹn, thông minh, giỏi khai thác khoảng trống giữa các tuyến. Takumi rất táo bạo cả khi có bóng lẫn không bóng. Một cầu thủ chơi rất đồng đội. Anh ấy mang những phẩm chất tốt nhất của mình để phục vụ cho đội bóng. Trải nghiệm của Takumi ở Champions League là lợi điểm quan trọng đối với Liverpool. Anh ấy đến từ một câu lạc bộ được tổ chức tốt, được huấn luyện một cách bài bản. Takumi đã thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao và có những trải nghiệm hữu ích, ông Jurgen Klopp nói với tân binh người Nhật. Chắc chắn, thời gian đầu Takumi sẽ phải làm quen với ghế dự bị. Anh cần thời gian để hòa nhập, cần thời gian để rèn giũa bản thân để có thể đảm bảo được chuyên môn trong một giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Trên hơn hết, báu vật của Nhật Bản đang đặt những dấu chân đầu tiên trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh và đang là đội bóng mạnh nhất thế giới. Trước đây, nước Nhật chỉ dám mơ về những thành công lẫy lừng, vàng giành thế giới qua bộ truyện tranh Tsubasa. Nhưng giờ đây, Tsubasa đã bước ra đời thật, chính là Takumi Minamino. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem Minamino, anh sẽ tỏa sáng tại châu Âu như thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.